Trong khi cả nước đang nỗ lực phòng chống dịch, thì trên khu vực biên giới tỉnh Điện Biên vẫn có những đối tượng lén lút đưa đón người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép từ Lào. Điều này khiến lực lượng chức năng, mà đặc biệt là bộ đội biên phòng, phải tập trung kiểm soát, ngăn chặn tội phạm một cách tối đa, để trong nước phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Vào hồi 15 giờ ngày 1 tháng 4, tại bản Ca Hầu, xã Na Ử, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sinh sinh năm 1988, trú tại thôn 4 xã Pomlot, huyện Điện Biên, khi Sinh đang dẫn đường cho hai xe taxi đưa 9 người Trung Quốc từ xã Pomlot ra khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào. Là do là tìm được một người ở dưới Hà Nội, ở Lạng Sơn ấy. Thì cái đấy là không biết là nó tìm được người đâu, chỉ nó tìm được người và nó mang lên Pomlot và nó giao thôi. Là tôi sẽ đi từ Pomlot đi mang lên trên khu vực Na Ư này. Trong tháng 2, tháng 3 thì chúng tôi đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ trên 32 đối tượng liên quan đến cái hoạt động vượt biên xuất cảnh trái phép sang Lào và sang Trung Quốc làm thuê. Chúng tôi đã tiến hành khởi tố 4 đối tượng để đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Chỉ riêng trong tháng 4 năm nay, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ hơn 50 đối tượng xuất cảnh và tổ chức xuất cảnh trái phép. Các đối tượng bị bắt giữ phần lớn là người Trung Quốc. Về cái phương hướng trong thời gian tới thì chúng tôi xác định làm tốt một số cái nội dung như sau. Thứ nhất, một là sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới. Cái thứ hai là chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, xác minh các cái đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, từ đó xây dựng các cái kế hoạch nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh thắng lợi, ngăn chặn triệt để cái hoạt động xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới của tỉnh. Để ngăn chặn xử lý hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và xuất cảnh đi sang nước thứ ba, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương, quyết liệt điều tra khởi tố, bắt giữ các đối tượng, bóc gỡ đường dây đưa người xuất nhập cảnh bất hợp pháp để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.